Hello, xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi thì mình không làm clip do bận rộn quá. Thì hôm nay tiện đây có cái con Tina Hub của một bạn nhờ mình sửa. Nó bị con này sử dụng cái mạch ghép RC All-in-1 20A. Thì nó đang bị hỏng cái cổng R2. Do đó là không dùng được cái tín hiệu Crossfire TPS. Nhưng mà vẫn muốn dùng cái con TX Tango này. Vẫn dùng RX TPS, vậy thì xử lý như thế nào? Đây, cổng R2 đây. Đây, của các bạn đang bị hỏng cái cổng R2 này. Cổng R2 này không nhận tín hiệu. Không rõ tại sao, mình thì không giỏi về điện tử, không rõ. Nên bây giờ mình sẽ sử dụng cái cổng ngược của cổng R2, chính là cổng SBUS. SBUS là tín hiệu đảo ngược của cái UART nhé. Thì SBUS sẽ dùng cho hàn, các bạn có thể hàn như EverSky đấy. Ví dụ như hàn XM cộng sẽ hàn vào đây này. Thì bây giờ mình sẽ đấu cái con RX TPS Crossfire thay vì cổng R2 vì nó bị hỏng, mình sẽ đấu vào cổng SBUS này. Thì ở đây thì mình đã đấu vào cổng SBUS trên con Tina này. Đây. Đấy. Đây là cổng R2. Chắc hơi khó nhìn. Ok, coi như mình đã đấu xong rồi. Thì mình đã đấu xong cái cổng Cross TPS Crossfire, con RX TPS Crossfire vào con kia rồi và cũng SBUS rồi, thì bây giờ mình sẽ phải cấu hình Betafly. Mày không chuẩn bị tiện quay luôn nên không được đẹp lắm, anh em thông cảm hỏi bận quá. Thì đây thì các bạn phải vào phần configuration này. Ở đây là chọn đây là SBUS. Ok. Tại vì mình đang vào hàn vào cổng RX vào SBUS mà. Thì ở đây mình phải chọn là SBUS thay vì Crossfire. Sau khi chọn ở đây SBUS đây rồi. Thì mình phải chuyển trên TX, để mình có vào phòng receiver. Đây nhá. Thế này là chưa nhận tín hiệu RX nhá. Tại vì do là đây vẫn là tín hiệu TX truyền Crossfire vào RX theo dạng giao thức Crossfire chứ không phải là SBUS nên đây vẫn chưa có. Và bây giờ mình sẽ phải set trên TX này để bắt cái con chuyển con RX kia sang tín hiệu SBUS thay vì Crossfire. Vào menu này Crossfire vào RX này, RX mình đã pin rồi thì sẽ hiện thị đây đó. Thì mình đang hàn cái cổng SBUS vào kênh 1, output map là mình vào kênh 1 cho SBUS, thì giờ mình chuyển cái kênh 1 này này thành SBUS đấy. Thì các bạn có thể nhìn, mình không như mình bấm cái thì hãy xem trên Betafly nhá. Đó. Active này. Đấy, đó. Trên Betafly receiver đã nhận luôn này. À, gạt. Trot. Yeah. Đó. Đấy, những cái mạch AIO này, All-in-1 này thì nó đôi khi nó bị hỏng port, và những cái port UART này rất là ít nên mình có thể tận dụng cái cổng SBUS để làm TPS Crossfire. Ok, vậy thôi. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các clip sau. Ok, xin chào, bye.